Tại sao rất ngon nhưng cay? Jellyfish. Nhưng nghe nói xưa có tiền. Trường cá. Ngon quá. Trời mưa thì bạn James đã cho James leo cây. Thì hôm nay phải đến một mình thôi. Ủa, mùi rất to. James đang ở trước ở quán ăn bán canh chả cá Nha Trang ở khu ẩm thực Phú Lâm B, tại địa chỉ ở D17 cơ sở Phú Lâm B, phường 13 quận sau. Các bạn đi ăn cùng với James nhé. Sau khi James đã ăn thử rất nhiều món ăn trên thế giới, James đã trở lại về món ăn Việt Nam rồi. Nghe nói là thành phố biển Nha Trang là một thành phố rất đẹp. Và trong thành phố đó có một món ăn rất đặc biệt tên là bánh cánh chả cá. Chả cá ở Nha Trang. Và đây là một quán ăn đang bán món ăn đó. Thì James sẽ nói chuyện với chủ và hỏi một số câu hỏi cho chủ nhé. Chào anh, em tên là James, thì rất vui được gặp chủ. Em muốn hỏi một số câu hỏi cho chủ được không? Dạ được. Thì nghe là dòng của anh rất đặc biệt, thì dạ. Em nghĩ là anh không phải là người Sài Gòn. Anh đến từ đâu ạ? Anh đến từ Bình Thuận. Trên bánh này có rất nhiều nguyên liệu. Dạ. Thì tất cả nguyên liệu là từ Nha Trang hay là ở Sài Gòn? Ở Nha Trang. Tất cả là từ Nha Trang đến Sài Gòn. Dạ. Thì chả cá là? Chả cá là nhà làm luôn. Nhà làm. Thì em muốn hỏi là chả cá này là làm với cá gì? Cá mối. Cá mối. Cá mối. Cá mối thì em sẽ tìm cá mối là gì? Vì em không biết cá mối. Anh là người Phan Thiết. Dạ. Nhưng tại sao chọn mở cửa ở quán bún bánh chả cá ở Sài Gòn? Dạ, hồi trước thì em có vô Sài Gòn cỡ năm 15, 16 tuổi á. Em có sửa xe. Xe em thời gian rồi mới chuyển qua bán canh. Thì tuy nhỏ thì dạ. Đến Sài Gòn để... Chắc là ở trên đường này có rất nhiều quán ăn. Dạ. Nhưng khi em đến đây, rất nhiều người đã chọn ăn ở đây. Ở dạ. Quán này thì điều gì mỗi người chọn ăn ở đây? Em nghĩ là ngon bổ rẻ. Ngon bổ rẻ thì là rất ngon. Khái niệm của em, tại em dòm khách là khách ở đây đánh giá là ngon bổ rẻ. Nên là lượng khách nó mới đông. Một ngày anh bán bao nhiêu tô? Nói chung hồi trước thì bán cỡ 1.000 tô. Bởi vì đợt này các kinh tế thấy khách cũng giảm lại, bán ngày cỡ 500-600. 500-600, tuần thứ bảy chủ nhật có thể hơn. Rất nhiều. Khi em xem ở quán này chỉ có nhiều người Việt Nam, thì có người nước ngoài đến đây để ăn thử không? Có, cũng có. Có. Em nghĩ là em là người nước ngoài lần đầu tiên đến đây để ăn thử. Nếu người nước ngoài ăn thử thì có thể nói rất ngon và rất
dễ để ăn với cho người nước ngoài. Không biết có ngon mà khách cứ ok ok không biết ngon. Ok dạ. James thấy được trong tủ có rất nhiều nguyên liệu và James muốn ăn thử tất cả nguyên liệu đó thì James sẽ gọi bán cạnh đầy đủ. Anh ơi, cho em một bán cạnh đầy đủ. Đầy đủ. Một bán cạnh đầy đủ. Trời đang mưa, thấy rất lonely và trời mưa thì thấy lạnh, nhưng bán cạnh đầy đủ rất nóng, trời mưa lạnh, nhưng thấy ấm. Ở trong món ăn này có rất nhiều topping, rất là màu sắc, ăn với bắp cải rất healthy, không còn lo về tăng cân. Trong món ăn này có thịt heo, chắc là xương phải không? Xương, cá. Jellyfish. James chưa bao giờ ăn thử jellyfish thì rất sợ. Báo tử, nhưng không biết báo tử là gì. À, món ăn rất đặc biệt, chả cá nha chán. À, trường cá. Trường cá. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. À, rau thơm. Thật là nhiều người Hàn Quốc không được, không ăn được rau thơm. Vì James đã sống ở đây lâu rồi thì rau thơm là rau James thích nhất. James sẽ bắt đầu ăn thử. Trời mưa, nhìn uống súp nóng. Nước súp này rất tự nhiên vì quán ăn này và chủ không sử dụng bóp ngọt. Và nguyên liệu của súp này là xương heo và xương cá thì rất ngon. Tiếp theo James sẽ ăn thử star của dish của tô này, chả cá. Ngon quá. Sốt ngon lắm. Chả cá bằng tiếng Anh là fish cake. Ở Hàn Quốc cũng có chả cá. James nghĩ là khác nhau với chả cá Hàn Quốc. Vì chả cá Hàn Quốc mềm. Mềm hơn. Nếu nấu dài trong súp thì fish cake bị sốt này là chắc là nước mắm phải không? Nước mắm và ớt và vào chan thì có mì vì chua thì rất hợp lý với nhau. Tiếp theo là jellyfish. Sữa. Nhưng nghe nói sữa có điện. What? Electricity. Thì sau khi chết cũng rất nguy hiểm.
Tiếp theo là cá. Cá này tên là bằng tiếng Hàn là 고등어. Bình thường là người Hàn Quốc và người Nhật Bản nướng. Nướng thì đây là lần đầu tiên em ăn thử trong súp. Khi em ăn cá như vậy, mẹ James luôn luôn nói khi em con nhỏ, con trẻ, đây là trên sô-cô-la. Em tưởng tượng là có vị sô-cô-la, nhưng bây giờ không có sô-cô-la thì chắc là em đã trở thành người lớn rồi, rất buồn. Tại sao rất ngon nhưng cay? Chắc là nhiều người thích ăn jellyfish nhưng em suy nghĩ không phải là type của em. Xin lỗi. Đây là thịt. Zero mùi heo và thịt cũng rất mềm. Chắc là nếu có ông bà không có răng muốn ăn thử món này không sao đâu, ăn được thì rất mềm. Bánh canh làm được từ một miếng thì rất ngon. Thịt sô cô la. Chú đã nói tất cả nguyên liệu nhập từ Nha Trang. Vị của các nguyên liệu này rất tươi và ngon và tự nhiên. Nhưng ở xương heo là không phải ở Nha Trang mà ở Sài Gòn. À, có pepper, đây là chân cá. Nhưng chân cá của cá gì các bạn biết không? Ngon nhưng chắc là có nguyên liệu ngon hơn. Nguyên liệu cuối cùng tạo từ cá. Nửa đêm đối bụng. Cảm ơn rất nhiều. Đây là lần đầu tiên James ăn thử sữa và insight của cá. Là nếu một người nói insight của cá thì chắc là suy nghĩ là muối rất mặn nhưng không có muối, có muối nhưng không mặn, vì đây là organ của fish thì em suy nghĩ là rất là mềm. Em không thích bao tử cá và chân cá, tất cả là trong một cá làm với nhau rất, ý là đó là harmony của thịt heo và thịt cá. Ở Việt Nam có rất nhiều thành phố biển và các biển đó có chả cá riêng của thành phố đó. Hôm nay James đã ăn thử chả cá của Nha Trang. James rất mong được ăn thử tất cả chả cá của các thành phố đó. James thấy không gian ở đây vừa là khu phố ẩm thực vừa là dân cư thì rất là đông, rất là đông. Hôm nay James đã ăn thử món ăn rất đặc biệt ở Nha Trang, đó là bánh canh chả cá. Thật là đây là lần đầu tiên James ăn thử món này. James thấy sợ khi em ăn cây cá và thịt trong súp nhưng không có gì hết. Cá rất ngon và chả cá perfect. Cay một ít nhưng vì James không ăn được món ăn cay thì James thấy cay. Nhưng nếu các bạn muốn đến đây để ăn thử là em rất recommend. James phải chấm điểm món ăn này thì James sẽ cho 9 điểm. Em không được cho 10 điểm vì có một số nguyên liệu James thấy không hợp lý với James. Chắc là nếu các bạn thích ăn hải sản
thì chắc là các bạn sẽ suy nghĩ là ồ, 10 điểm, 100 điểm. James đã ăn nó rồi nhưng mà muốn ăn đồ ngọt. Ở đây có rất nhiều quán ăn thì James đi đây. Wow, nhiều màu sắc quá. Anh ơi, cho em một tàu hũ đá và bánh flan. Tàu hũ đá là món ăn em lần đầu tiên ăn thử thì người Hàn Quốc thường ăn tàu hũ trong súp, không phải ăn ngọt. Thì không biết vị của món ăn này là gì. Sẽ ăn thử bánh flan. Caramel. Cà phê. Bây giờ khuya rồi mà uống cà phê đi ngủ được không? Bánh flan là rất là nem và ngọt. Ở Hàn Quốc không thường ăn bánh flan vì không có, không nhiều người biết và ăn bánh flan. Nhưng nghe nói ở Việt Nam bánh flan là rất phổ biến thì rất nhiều người thích ăn bánh flan. Em cũng vậy vì em đã lớn lên ở Việt Nam. What? Tàu hũ là làm từ tàu nè. Chỉ có tàu hũ hay là có gì khác không? Các bạn biết không? Nguyên liệu của tàu hũ đá. Nếu em nói một hai ba vô thì em sẽ uống tàu hũ đá. Một hai ba vô. Khuya rồi nhưng mà có nhiều quán ăn vẫn mở cửa. Nếu các bạn muốn đến đây để ăn thử các món ăn ngon, các bạn nhớ đến khu ẩm thực Phulam B. Các bạn nhớ đến xem Nửa Đêm Tối Buồn trên YouTube CGV Việt Nam hàng tuần nhé. Khi em đã nói chuyện với chủ quán, em đã hỏi tại sao nhiều người chọn để ăn ở đây. Chủ quán nói vì ngon, không có lý do khác, cũng rẻ, đúng không? Bốn ngàn đồng.